Rồi, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bác anh chị mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ có một chủ đề liên quan tới cái máy lạnh thôi. Thì hồi hôm qua, hồi sáng chứ, đúng rồi, hồi sáng có thực hiện một cái video về cái tủ lạnh mà sửa chữa cái tủ lạnh LG Inverter á. Thì nó bị hư cái bo, nhưng mà cần phải sửa cái bo lại, bắt đầu mình mới ráp vô cho nó test thử. Ngày mai, nhưng nếu mà có đủ thời gian mình sẽ qua bên cái cửa hàng của công ty á, mình sẽ quay video cho các bạn xem cái cách để mà xử lý cái vấn đề ga với thứ hai bấm ống của cái loại ga 600. Thì mình xử lý làm sao cho nó khéo léo, nó không có để mà phật lửa nha quý vị. Còn hiện tại bây giờ và ngay lúc này chúng ta sẽ thực hiện một cái chủ đề liên quan tới cái ống độc. Thì các bạn cũng biết á, giống như vậy nè, trong một cái việc mà chúng ta đi lắp máy lạnh á, thì nếu mà sử dụng cái ống mới như thế này nè, thì không có chuyện gì phải bàn, thì nó không có gì khó khăn cả, chỉ cần chải ống đồng ra và đặc biệt là ống dày thì cái chuyện nó hết sức là thuận lợi cho người thợ. Nhưng cái trường hợp khọp không may á, mình đi làm mình gặp phải những cái máy mà cái ống đồng nó sử dụng quá nhiều năm, nó cũ kỹ rồi, thì chúng ta phải cách xử lý như thế nào ha, cuốn ống ra làm sao, rồi quấn xi như thế nào để cho nó đẹp, cho nó gọn nha quý vị các bạn. Thì bây giờ hiện tại đây mình có cái ống đồng, chúng ta có thể tưởng tượng xem đây là cái ống đồng này, cái máy này nó sử dụng nhiều năm đi. Thì các bạn lưu ý nha, nếu mà đối với những cái máy mà sử dụng cái loại ống đồng mà nó khoảng chừng 5 gem mấy 6 gem thôi, nó không được 7 gem như là cái cuộn này. Cái cuộn này là ống Thái Lan nha quý vị, 7 gem, cho nên ống đồng rất là dày, cho nên cuốn rất là thoải mái. Tại vì bên cửa hàng của mình làm thì sử dụng ống đồng dày cơ mà, nó dùng để đi công trình ống âm luôn, cho nên cái độ bền rất là cao. Và các bạn biết nếu mà sử dụng cái ống khoảng chừng đâu là 5 gem 8 6 gem á, thì khi mà chúng ta chôn ống vô tường hoặc là chúng ta đi ông nổi luôn, thì sử dụng những cái loại máy lạnh mà ga 32 á, cái ống nó rất là dễ xì, khoảng chừng tầm 2 năm hơn là coi như là hư cái đường ống rồi ha. Còn cái độ, còn cái ống 7 gem này thì độ bền rất là cao nha quý vị. Thì bây giờ cách thức á, bây giờ mình muốn thực hiện cái video này để chỉ các bạn biết cách thức để chúng ta quấn cái xì, quấn làm sao cho nó vừa ôm cái ống đồng vừa gọn đẹp ha. Thì dẫu biết rằng cái công đoạn mà quấn xì này không gì được khó, nhưng mà có một số bạn á, giống như là còn đang gần ghế nhà trường, mình không có hình dung ra được cái cách quấn xì làm sao, rồi treo ống đồng như thế nào, quấn làm sao cho nó đẹp và cho nó gọn gàng ha. Thì đây mình sẽ thực hiện cái video này ngày hôm nay. Bây giờ trước tiên là chúng ta sẽ trải ống đồng nha quý vị. Bây giờ có hai cách để chúng ta trải ống đồng. Một là chúng ta sử dụng như thế này, chúng ta để dưới đất như thế này đó, mình để như thế này nè, mình để ra, mình giữ lại, mình đè chứ cái chỗ này nè. Đối với những cái ống mà nó mỏng á, thì các bạn hãy lưu ý một điều, mình để cho ngay ngắn vậy nè, mình lấy cái tay mình đè xuống cho nó thải chặn thẳng cái duỗi thẳng cái ống đồng này ra. Bắt đầu chúng ta lăn như thế này, lăn dài ra hết luôn ha, để mình sửa cái ống này. Bắt đầu mình sẽ lấy cái chân của mình á, mình sẽ làm như thế này, mình lấy cái chân mình sẽ đạp ở đây lại, và chúng ta cứ chải như thế này ra, chúng ta chải như thế này, chải ra cho đến nào cái đoạn mà chúng ta cần là khoảng 1m, 2m hay thậm chí 3m thì chúng ta chải tới cái đoạn mức chúng ta yêu cầu cần thôi. Mình lấy cái chân như này, mình đè lại giữ lại dưới hờ lên quý vị. Ống đồng đây đè lên này, mình lăn đó. Đó, cho đến khi nào nó đúng cái độ dài mà chúng ta cần sử dụng thôi. Rồi cái cách thứ hai á, đối với những cái ống cũ mà các bạn biết á, khi mà mình tháo lắp máy cho nhà khách hàng để chuyển từ nơi này qua nơi kia đó, thì bắt đầu thì chúng ta cần phải kỹ lưỡng hơn, tại cái ống nó là cũ kỹ quá nhiều năm. Mà thứ hai gặp cái trường hợp ống mỏng nữa thì hơi khó chịu, vì cho nên mình phải lưu ý nha, để mình cuộn lại thử cho các bạn xem. Rồi các bạn biết không, khi mà chúng ta thay vì mình chải dưới đất cũng được, cũng thôi các bạn nào mà lừa chút xíu chúng ta dựa vào trong tường. Các bạn lưu ý nha, cái đoạn ống như thế này chúng ta cầm nè, thì cái đầu ống chúng ta đưa sát vào trong tường, mình bẻ thẳng ra trước nha. Đó, mình bẻ thẳng ra thì để tránh tình trạng mà nó bị cụp ống, chúng ta sẽ vẽ thẳng như thế này, rồi sau đó chúng ta chải ha. Rồi sau đó bắt đầu là chúng ta tiến hành để chải cái ống này ra, để mình quay cho các bạn xem cho dễ ha. Đây, có một mình à. Đây thì chúng ta cũng tiến hành sau khi mà dựa trong tường làm thì chúng ta cũng chải ra, mình chải một đoạn như thế này đó, mình lấy cái chân hờ như thế này ha. Rồi đại khái này thì chúng ta sau khi mình chải nó ra, mình sửa cho cái đầu nó ngay ngắn lại ha. Rồi tùy vào cái loại máy là ống máy mono hay là máy tiết kiệm điện mà chúng ta sử dụng ha. Thì bây giờ nếu mà máy mono hay là loại máy gọi là máy thông thường á, thì chỉ sử dụng hai dây thôi. Ở đây mình sẽ sử dụng hai cọc dây, màu đỏ với màu trắng ha, màu đỏ màu trắng nè, màu đỏ là máy mono. Còn bây giờ cái trường hợp mà nếu mà máy inverter thì chúng ta phải sử dụng 3 dây, hoặc là trường hợp đôi khi nó kéo dài là 5 giây, tại vì có sử dụng thêm biến thế nếu mà đối với máy nội địa. Ở đây mình sẽ sử dụng 3 màu là màu xanh nè, màu trắng và màu đỏ, thì tượng trưng cho 3 cọng dây điện trả
của cái máy lạnh nội địa, của cái máy lạnh inverter nha quý vị. Thì bây giờ trước tiên như thế này, chúng ta đối với một cái người mà mới á, các bạn anh em thợ mà làm lâu năm rồi thì mình không có gì phải bàn cả. Đối với họ cái trường hợp này nó không có gì phải là coi video hay mất thời gian. Nhưng mà đặc biệt mình làm video này dành cho những anh em nào mà nói chung là người ta muốn có kiến thức về cái điện lạnh, hoặc là các bạn có thể tự ý ra ngoài mua cái vật tư và mình làm theo cái ý riêng của mình ha quý vị ha. Thì nói chung mình làm cái video để mà chia sẻ quý vị các bạn về kiến thức của nó thôi. Sao nó mất đi? À, là như thế này. Thì mình chải ra, mình lăn cái này ra trước đi. Đó, chải ra trước. Cái này cũng vậy luôn. Chải ra. Đồng thời sau đó chúng ta sử dụng một cái gọng dây nữa là 3 dây là gọng dây màu xanh này. Và điều đặc biệt chút xíu mà cái điều quan trọng mình muốn chia sẻ quý vị các bạn là cái cách quấn xi. Ha, các bạn lưu ý nha. Đối với một cái máy mà chúng ta xỏ lỗ tai, cái thế xỏ lỗ tai hoặc thậm chí là cái thế là siết cái ống mà để bên ngoài thì lúc nào chúng ta cũng trừ hao cái cọng dây như thế này. Mình quấn gọn lại cái này, mình quấn cho nó gọn dây chỗ này đây nha. Đây thì chúng ta trừ hao lúc nào cũng từ cái đầu ống này ra đây nửa mét, là đó khoảng tầm như thế này, khoảng nửa mét như thế này ha. Rồi bắt đầu chúng ta lấy cái băng keo mình gia cố nó lại. Đây mình sẽ gia cố như thế này đây để chi cho nó cố định là nó gọn gàng lại, nó không có bụi, nó không có bị chạy tới chạy lui. Đây thì coi như chúng ta sẽ trừ hao khoảng nửa mét nè, hai găng tay hơn đây, khoảng nửa mét nha quý vị. Mình trừ hao từ cái đầu ống đồng này ra tới đây nửa mét đầu đoạn dây thế này, rồi kể cả cái đường ống kia luôn. Mình đo cái máy lạnh, thí dụ mà cái chiều, cái độ dài của cái đường ống á, nó tầm khoảng chừng 5 mét thì mình trừ hao cho 5 mét rưỡi. Nếu mà là 7 mét thì mình trừ hao là 7 mét rưỡi. Các bạn hãy lưu ý trừ hao khoảng nửa mét để làm chi, để khi chúng ta cố định mà bẻ ống đồng á thì lúc nào nó cũng sẽ đôi khi nó dẫn đến tình trạng thiếu hụt thì chúng ta cho nó dư dà xíu. Rồi các bạn để ý nha. Bây giờ thế này, đối với cái máy mà sổ lỗ tai thì chúng ta xếp gọn cái này lại. Xếp gọn lại như thế này. À, xếp gọn lại để chúng ta đưa cái đường ống đồng này với lại cái cả dây điện này nè, nó phải nằm ngay ngắn là hết, mình chọt đi ra ngoài cái lỗ tường là rất là dễ. À, nó sẽ giúp cho mình hạn chế được cái thời gian xử lý cái vụ này. Rồi mình vẽ gọn lại. Còn các bạn lưu ý nha, trên mỗi một cái ống đồng á, nó có cái kẽ như thế này nè, đây cái kẽ như thế này, kẽ đây. Thì nếu mà là một cái máy mà đi không có đi kèm với ống nước á thì chúng ta cứ để khỏe này trống. Còn đối với một cái thế, một cái địa hình á mà có ống nước thì chúng ta kẹp ống nước ở đằng sau lưng này và cái mặt trước của chỗ này nè, là chúng ta nằm ở kẽ, nằm ống đồng, dây điện nằm đây. Tại vì á khi mà chúng ta đi đặt ở đây á thì cái ống đồng xi mình quấn lại nhìn nó rất là đẹp. Còn nếu như các bạn nào, một số bạn mà đi công trình ống âm á thì người ta hơi vô ý xíu là vậy. Có những anh em thợ họ đặt ngoài đây, nói chung khi mà quấn vô rồi nó lòi lõm như con rắn liều điều, nhìn rất là xấu. Mặc dù là chôn tường hoặc là ống nổi, các bạn mình cũng khuyên các bạn nên đặt vào đây ha. Đó mà đặt gọn gàng hết. Còn bạn nào mà nói chung là cái thao tác kỹ thuật chưa có được chuẩn á thì chúng ta chịu khó mình lấy cái băng keo cứ khoảng chừng đâu 1 mét hơn, mình đo khoảng chừng 1 mét, mình lấy băng keo mình dấn lại cả ha, để cho cái cọng dây điện nó chạy tới chạy lui mà mình quấn xi vô sẽ rất là đẹp. Đây đơn giản vậy thôi nè, mình chia ra tầm khoảng chừng 1 mét từ chỗ này đó, mình bắt đầu mình từ đầu này để ra tới đây quấn một cái, rồi tới đằng đây mình quấn thêm cái nữa. Đây chúng ta quấn thêm một cái đoạn này nữa ha, để cho nó cố định luôn đó. Chúng ta cứ làm dài vậy đó. Thì thật sự là cái cách này á, cách quấn xi này á dành cho những cái bạn nào mà đang mới chập chững vào nghề. Còn những anh em thợ nào mà làm kinh nghiệm lâu năm rồi, người ta không có cần phải làm như mình ha. Lưu ý các bạn nha, mình làm như vậy là dành cho những anh em nào mà còn có giống như là chưa có nhiều cái tay nghề, kinh nghiệm chưa có nhiều, thì chúng ta chịu khó bỏ thời gian quấn cái băng keo lại cho nó gia cố lại nằm ở giữa cái đoạn đây. Còn cái mặt sau này đó, thường là ta sẽ đặt cái ống nước, cái ống nước mềm trắng á, của máy lạnh á, nó sẽ đặt ở đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ quấn xi. Mình sẽ quấn một cái đoạn tượng trưng cho các bạn xem từ đây giờ tới đằng đó luôn. Thì quấn xi này cũng không có gì mà khó khăn đâu, chỉ cần là siết vô là được rồi. Nhưng mà các bạn biết không, một cái người thợ mà ta có kinh nghiệm á, người ta sẽ quấn như thế này ha. Ví dụ như tôi quấn nè, có nhiều bạn cứ nghĩ là quấn xi là chụp vô, các bạn lưu ý nha, đây là cái chiều nè. Ví dụ các bạn nào quấn như thế này thì là quấn nghịch mẹ đó. Đây nào, quấn như thế này nè đó, ví dụ quấn như đây
thì nó khi mà mình xả ra thì nó nghịch, nó không có thuận để mình làm. Thì các bạn lưu ý nha, đây nè, mình quấn đúng cái cách của nó là như thế này, chúng ta đặt ngược như thế này, lưu ý nè, đặt như thế này để khi chúng ta siết lại, chúng ta lăn thế, cái thế cái tay chúng ta làm nó sẽ thoải mái hơn. Bạn lưu ý đặt ở đây lại ha, rồi mình đưa vô đây, mình chụp nó lại, và cái tay của mình như thế này nè, mình siết vừa thôi, không có cần phải mà cứng cho dữ dội vô đây, vừa vừa thôi. Rồi chúng ta đi xéo theo cái chiều kim đồng hồ, theo xuống dưới, thì theo chiều xuống dưới cái tổ ống rồi nè. Các bạn nhìn ở đây, cái canh khoan khoảng cách giữa cái hai cái đường quấn mình nó là khoảng như đây. Rồi chúng ta lăn theo. Rồi còn các anh em nào mà ta làm quen tay rồi, người ta làm rất là nhanh. Ví dụ nếu mà anh em nào quen tay, người ta sẽ làm là lấy cái giò ta kẹp lại, người ta kẹp lại thế này, nó quấn, không làm rất là nhanh. Đó, thì ở đây mình đang làm thử cho các bạn xem thôi, để mà các bạn hình dung ra được cái cách quấn xi. Chúng ta cũng siết cũng vừa vừa, các bạn lưu ý nha. Có những bạn siết gịch rất là mạnh, không có cần thiết phải làm như vậy, chúng ta cũng làm vừa vừa thôi. Tại vì cái xi này cũng dẻo ha, mình vừa nè. Đó, thì các bạn xem cái khoảng cách giữa hai cái bước xi đi nha, nó một đoạn khoảng nửa gang tay đổ lại thôi. Đó thì làm như vậy sẽ đỡ tốn xi thứ hai, để nhìn nó thẩm mỹ cái đường ống chúng ta quấn. Đặc biệt trường hợp đối với những cái ống đồng máy lạnh mà đi ở trong nhà đó, thì cái người khách người ta thấy mình quấn mà nó lồi lõm gì quá, nó dây điện nó không có nằm vô khớp vô ngàm, thì người ta cảm thấy không có nghĩ, người ta không nói. Nhưng mà cái người thợ mà làm kinh nghiệm rồi, người ta sẽ xử lý trường hợp đó ha. Ví dụ các bạn xem nè, ở đây mình bỏ lọt vô kẽ đúng không, thì cái ống đồng này rất là đẹp. Nhưng ví dụ trường hợp mình bỏ ngoài đây, mình bỏ một cách vô tội vạ, mình không có ý tứ á, là mình nằm ở đây mình sẽ thấy cái này nó nổi lên rất là kỳ, cái thẩm mỹ nó không có ha. Nè, cái độ thẩm mỹ nó không có. Đây các bạn nhìn xem nè, đây cho các bạn xem. Ví dụ mình làm vô ý vậy đây, lúc thì mặt bên đây, lúc thì ống dây điện nằm bên đây, thì nhìn nó rất là kỳ cục. Đây các bạn xem nè, đó, thấy không? Ngay chỗ này nè các bạn xem đi, cái đường dây điện này nó không nằm vô trong khớp đây, mà nó đi cái kiểu mà quấn như con rắn liêu điêu thì nhìn rất là kỳ cục. Bây giờ mình sẽ sửa lại cho các bạn xem ha. Ví dụ như vậy, mình quấn theo cái chiều mình ôm cái cặm xi vô nha quý vị, để cho nó thuận cái tiện cái thao tác của mình. Rồi có một số bạn cứ đè vô đồ quất, nhưng mà không biết lý do tại sao mà làm nó nhìn thấy kỳ quá, nó xấu quá mà cũng để luôn. Đây, ví dụ như thế này, hai các bạn xem. Đã, chúng ta phải cho cái cọng dây điện này nằm vô rửa. Đây, cứ quấn tới luôn. Làm như vậy thì cái đường ống khi mà nổi ở trong nhà đó ha, nó nhìn nó cũng thẩm mỹ hơn là cái kiểu mà quấn vô tội dạ, nằm lung ta lung tung thì không có được. Thì lý do tại sao mà cái băng keo nãy mình quấn á, là nó gia cố lại, nó giữ là cái kèm cọng dây điện này để chúng ta nhìn nó đẹp đẽ hơn. Rồi cứ như thế này chúng ta quấn cho đến khi nào mà đến cái chiều dài mà chúng ta cần thiết. Thường á là mình, các bạn biết không, dùng cái thước để đo, ví dụ từ đầu ống cho tới đằng kia là bao nhiêu mét, mình sẽ đo trước ở trên cái cục lạnh cho tới cục nóng là khoảng bao nhiêu mét, mình trừ hao ra nha. Đó, mình quấn như thế này. Đây. Rồi các bạn nhìn xem cái đường ống mà quấn cái cọng dây điện mà nằm vô cái kẽ giữa nhìn rất là đẹp nè. Đây nè ha, bạn thấy không, nó không có lòi lõm lung tung, nó nhìn nó ôm nó sát vô cái cạnh luôn, nó ôm nó sát vô cái kẽ này, cái kẽ nằm đây nè, nó ôm nó sát vô. Và mỗi một cái bước quấn á, nó cách nhau khoảng chừng nửa gang tay như thế này thôi. Các bạn coi mình quấn nè, đây ha, mình ôm siết vô đây như vậy, làm từ từ các bạn xem. Đây đó, mình bó lại, siết nhẹ lên cái bó lại. Còn những bạn nào mà ẩu á, họ làm như thế này nè, các bạn ẩu á thì là nè, đó quấn à, cứ dày không à, không có siết lại thì không có được, phải siết lại cái nè các bạn. Cái xi khi mà mình làm mà quấn không chặt nó sẽ bị như thế này nè, đó nó sẽ bị cái tay lúi ra, thấy chưa, đó nó nhìn rất là kỳ, cái tay chỗ này lúi ra nè, nó hở luôn, nó hở một đoạn như thế này nè các bạn, thấy cái tay mình thọc được. Còn mình quấn kỹ á thì mình sẽ làm từ từ thôi, mình cho nó hơi siết chút xíu ha, đừng có siết quá cứng, tại siết quá cứng á, cái sau này á khi mà cái máy lạnh nó chạy đạt độ lạnh á, nó dễ gây nên cái hiện tượng là đơm nước ở cái cách nhiệt. Đây ta làm gọn lại. Đó, thấy không? Thấy cái tay mình siết không? Đây, như thế này. Thì mình quấn như thế này mãi cho đến khi nào chúng ta cảm thấy cái độ dài mà đúng như cái điều mình cần, đúng đến như cái độ dài mà chúng ta cần á, thì chúng ta ngưng lại ha. Đây, ví dụ như thế này, mình quấn hết cuộn xi này, mình lấy băng keo mình gia cố cho các bạn coi. Đó, để mình gọn lại. À, lúc nãy chúng ta chú ý nha, chúng ta lấy băng keo gia cố trước lại từng đoạn như thế á, thì nó sẽ đẹp đẽ hơn. Nhưng mà làm cái ống đồng nằm nổi trong nhà của khách hàng mà để nhìn nó lồi lõm, nhìn nó kỳ cục quá. Ví dụ các bạn, đoạn ống là khoảng chừng tầm 2,5 m nè, từ đây cho tới đằng đó, đúng không? Từ đây tới đằng đó. Thì khi mà chúng ta muốn ngưng nó lại, chúng ta đừng có xé, mình dùng cái băng keo
ha, bắt đầu mình giữ nó lại, mình quấn như thế này nè, quấn như thế này mình giữ lại đó, để mà lấy băng keo mình gia cố lại thôi, giữ nó lại thôi, hay giữ lại. Rồi giống như cái đường ống nó dài quá mà chúng ta muốn di chuyển á, từ chỗ này qua tới chỗ kia hoặc là lên trên lầu, thì bây giờ chúng ta sẽ cuốn lại bằng cách như thế nào, bạn kỹ nha, coi kỹ nha. Rồi để mình sẽ cuốn cho các bạn coi. Thì các bạn thấy không, ở đây nè, nó có một cái tì vết chỗ này, cái cuộn chỗ này nó có hình tròn sẵn rồi, thì chúng ta sẽ cuộn theo cái vành của nó luôn. Mình cuộn như vậy thì nó sẽ, cái ống nó không bị cụp nha các bạn. Mình cuộn lại ha, như thế này cũng được. Rồi cuộn như thế này nè, chúng ta đè lên như thế này, đè ở dưới, ở dưới đè, thấy không, mình đè lên như thế này là đi theo cái đường này nè, các bạn thấy không, mình phải để dưới nó có cái một cái chịu, là cái lực chịu lại. Để chúng ta cuộn lại, cuộn như thế này đây ha, đó thì nó sẽ không bị cái vụ mà cụp ống, chứ nếu mà chúng ta làm không kỹ nó cụp nè, mình sẽ cuốn như thế này luôn luôn cái này ha, đó cuốn gọn nó lại. Rồi đặt tiếp tục ở đây, mình sửa cho nó ngang 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 lại nha, sửa cho này ngang ngang lại thì chúng ta cuốn nó sẽ rất là đẹp, thì để mình di chuyển cho nó thuận tiện đó mà. Đây chúng ta cứ cuốn như thế này nè quý vị. Đây chúng ta cuốn lại. Đây, các bạn nhìn thấy không? Cái ống đồng nó được gọn gàng như thế này, chúng ta cầm đi thôi. Đó, mình cuốn lại ống đồng nó gọn gàng như thế này. Đây. Thì khi mà mấy cọng dây điện này á, nếu mà chúng ta cảm thấy nó rườm rà quá, nó không cần thiết, thì chúng ta sẽ dùng cái kìm cắt bỏ những cái dây điện này. Nhưng các bạn lưu ý nha, khi mà cắt bỏ những cái dây điện này, ví dụ mình đo cái đường ống là 2,5 m thì chúng ta phải trừ hao là tầm 3 m mấy gì đó, chứ đừng có nhiều quá dư bỏ uổng. Rồi đặc biệt cọng dây điện, cứ tính ngay cái mí kết thúc của cái ống đồng, mình cho nó dài nửa mét, và ở đây cũng vậy. Nếu như chúng ta xác định là ở đây là ống đồng nó đã đủ rồi, thì chúng ta trừ hao khoảng nửa mét ba cặp dây điện này, khoảng nửa mét, chúng ta lấy cái kìm cắt ở đây. Thì đây là cái đoạn tiếp nối với lại cái cục nóng của máy lạnh. Còn phía này là phía cục lạnh của phía cái đầu vô ba cặp dây điện trả của cái cục lạnh nha quý vị. Rồi đại khái là hôm nay cái đơn giản thế thôi, chỉ muốn làm một cái video hướng dẫn các bạn quấn ống đồng. Tại vì có nhiều người mà họ làm một cái video, họ làm cái ống đồng, họ anh em thợ á, chắc có lẽ là những anh em mới vô nghề nhiều khi do làm mệt quá hay như thế nào họ quấn gấp quá, vội vàng quá, bắt đầu là có những cái hình ảnh của cái đường ống đồng nó không có đẹp. Thì mình muốn làm cái video này để hướng dẫn các bạn cụ thể hơn trong cái lúc mà cái cách mà quấn si ống đồng với lại cuốn cái ống đồng, làm sao đừng có để bị cụp, đối với những cái trường hợp mà ống đã qua nhiều năm sử dụng nha quý vị. Để mình cho các bạn coi cái đường ống như thế này nè, các bạn thấy đó, dây điện nó nằm ở đây, các bạn thấy dây điện nó nằm ở lọt kẽ hết nè, lọt vô cái kẽ hết. Đó, còn cái hiện tượng đen đen này á, cái hiện tượng đen này á là do cái máy lạnh nó chạy lâu ngày, nó gây nên cái hiện tượng bám nước, bám hơi ẩm trên ống đồng, mà cái không khí trong cái môi trường này có bụi và nó dơ, cho nên nó dính lên trên cái lớp xi của cái ống đồng luôn. Quý vị ha, thì các bạn thấy ví dụ mình đi, chúng ta đi ông nổi á, đi ông nổi mà đi như thế này nè, đó đi nổi mà đi cái đường ống mà chúng ta đi gọn gàng lại nhìn nó đỡ hơn. Đâu quý vị ha, nó lòi lòi lõm lõm nhìn nó kỳ cục quá. Vậy cho nên khi mà làm chúng ta cũng lưu ý tới cái phần mà ngoài cái việc mà làm kỹ thuật tốt thì chúng ta cũng phải để ý tới cái việc mà thẩm mỹ của cái việc mà đi máy lạnh nha quý vị. Ai chứ chúng ta là thợ mà giờ đi làm lạnh tốt ngon lành thì cái chuyện đó bình thường rồi, nhưng mà đàn người thợ mà hơn nhau ở chỗ nó cũng phải có cái độ thẩm mỹ chút xíu ha quý vị ha. Ok, xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã dành thời gian để xem cái video này, thì hy vọng rằng với cái video này sẽ giúp cho các bạn một cái kiến thức gì đó liên quan tới ngành nghề máy lạnh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Xin chào.